Thưa quý vị, đây là Tổng thống, họ lấy cái hình này để nói về cái tin ông giáo sư đại học mà hồi nãy tôi đọc tên rồi, bây giờ đọc lại quý vị nghe một lần nữa đó. Ông này là ông giáo sư dạy về chính trị học Helmut Nordhaus. Năm 2016, ông đã từng chống lại hết tất cả những bản thăm dò, phân tích của cả thế giới và của nước Hoa Kỳ, đoán là Tổng thống Trump đắc cử. Có mình ông một ngựa, cuối cùng ông thắng vẻ vang. Và ông Tổng thống Trump đâu có mời ông ăn đâu, cũng không có mời ông uống chai bia nữa. Tổng thống Trump đâu có uống bia đâu mà mời, thấy không? Ông mời mà fast food, mà McDonald's thì ai thèm ăn, cho nên ông không mời. Nhưng mà lần này, thưa quý vị, vị giáo sư này một lần nữa, ông lập luận, vì ông làm giáo sư đại học, ông lập luận là và kết luận Tổng thống Trump sẽ đắc cử với 91% xác suất. Quý vị thấy không? Chắc ăn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bác sĩ Võ Đình Hữu. Nhưng mà trước khi mà bác sĩ Võ Đình Hữu vô cái đề tài này đó, Leo lấy giùm cho cái hình 20. Cái hình mới vừa gửi đó là để thấy hình Tổng thống để Đức Đạt Lạc Ma với bác sĩ Võ Đình Hữu, để một lần nữa chúc mừng sinh nhật đến một vị Phật sống mà những người lãnh đạo Tây Tạng của chúng ta. Thưa quý vị sẽ nhìn thấy bức hình rất là dễ thương của vị Phật sống kề cận bên bác sĩ Võ Đình Hữu, thân yêu của chúng ta. Quý vị thấy chưa? Bác sĩ Võ Đình Hữu là chụp hình với toàn những nhân vật quan trọng nhất của thế giới không? Đó, tuần trước chúng tôi chiếu hình ổng với lại bác sĩ Hữu với lại Tổng thống Trump rồi, bữa nay là tới Đức Phật sống. Thưa anh, bây giờ mình trở lại với cái vấn đề mà Tổng thống Trump có nhiều cơ hội thăng cử với một người đã từng ủng hộ, từng sát cánh với Tổng thống Trump suốt trong khoảng thời gian dài. Thì bác sĩ đem cái cảm nhận của một nhà đấu tranh và một cử tri để nói về cái triển vọng này. Vâng, quý vị thấy rằng bây giờ đó, trên bác sĩ người ta nói là những cái thống kê đó, cái poll đó, thì ông Biden thắng Tổng thống Trump. Nhưng mà tôi thì không tin như vậy. Và quý vị thấy rằng đó, những cái cánh tả họ rất là kỳ. Những gì sai lầm của Biden họ không bao giờ nói, mà họ chỉ trách những nhỏ nhặt của Tổng thống Trump. Tại sao chúng ta cần phải ủng hộ Tổng thống Trump? Là vì trong cuộc tranh cử 2016, tất cả những gì Tổng thống Trump hứa hẹn đều là ông đều làm thành sự thật cách. Thứ nhất, ông hứa hẹn là vấn đề sẽ chấm dứt cái vấn đề cái vụ di dân bất hợp pháp và bức tường biên giới. Ông đã làm. Thứ hai, ông đã nói về những mậu dịch quốc tế không cân bằng, về NAFTA, về Mexico, Canada và Trung Cộng. Ông đã làm. Ông đã nói vấn đề mà quân Mỹ ở NATO có sự không cân bằng trong việc đóng góp và cần phải những quốc gia đó phải đóng nhiều hơn. Ông đã làm. Và ông nói ông sẽ làm sao cho kinh tế phồn thịnh hơn, tốt đẹp hơn. Ông đã làm. Quý vị thấy, trong những năm vừa qua, cái job, cái công việc làm lên rất là nhiều. Còn quý vị thấy đầu tư vào cái thị trường chứng khoán, chưa bao giờ thị trường chứng khoán lên như vậy. Và mặc dù qua kỳ vừa rồi Covid tụt xuống, bây giờ lên lại như hồi trước. Và ngày hôm qua và hôm nay, Nasdaq đã lên kỷ lục trên toàn gọi là cái tiến trình mà nó đã có, tức là bị trên 10.000. Thì tất nhiên ông làm rất rất giữ đúng lời hứa là thứ nhất. Thứ hai, tháng 9 vừa qua ở tại Liên Hợp Quốc, ông đã dám ra nói rõ ràng là ông không chấp nhận xã hội chủ nghĩa và không chấp nhận cộng sản. Và tháng vừa rồi ông đã gửi một cái sắc lệnh hành pháp. Ông yêu cầu Bộ Ngoại giao và các bộ Hoa Kỳ phải luôn luôn khuyến khích vấn đề tự do tôn giáo trên toàn cầu. Và ông cho một budget để giúp những việc đó được thành công. Quý vị chưa có tổng thống nào mà dám nói về vấn đề mà tự do tôn giáo, xã hội chủ nghĩa và cộng sản. Và ông đã tuyên bố rằng Trung Cộng là một mối nguy cho toàn thế giới. Quý vị thấy như vậy, tất cả người Việt Nam chúng ta tị nạn. Những gì ông tổng thống Trump nói đều hợp với cái lý tưởng tại sao chúng ta đi tìm tự do. Tìm tự do, tránh cộng sản, tránh xã hội chủ nghĩa và muốn một quốc gia thăng tiến về vấn đề thương mại cũng như về kinh tế. Thì nếu như vậy, chúng ta cần phải ủng hộ và bỏ phiếu trong kỳ này. Nếu quý vị không đồng ý, quý vị cũng nên đi bỏ phiếu
Là vì sao? Mỗi lá phiếu là một viên gạch xây dựng cái nền tự do dân chủ. Dù quý vị bỏ bên này hay bên kia, chứng tỏ sức mạnh của cộng đồng chúng ta. Thành lá phiếu càng nhiều thì chúng ta càng có sức mạnh. Thứ hai, trong cái thời gian này chúng ta cần phải vận động tài chánh để giúp Tổng thống Trump. Nếu quý vị không thích, quý vị cũng nên vận động tài chánh để giúp phía bên kia. Là vì tài chánh chúng ta càng mạnh trong các ứng viên thì cộng đồng chúng ta càng lợi và có sức mạnh hơn. Thành kỳ bầu cử tháng 11 này rất là quan trọng. Giống như quý giáo sư nói, thắng cử 91%. Và tôi nghĩ rằng đám đông thầm lặng của Hoa Kỳ sẽ có tiếng nói giống như 2016. 2016, tất cả các thống kê, tất cả báo chí đều nói bà Hillary Clinton thắng. Và đã in sẵn Newsweek và các tờ báo để ngày hôm sau tung ra thị trường. Nhưng kết quả đám đông thầm lặng đã đi bỏ phiếu và Tổng thống Trump đã thắng. Kỳ này cũng vậy, trước viễn ảnh tàu cầm, trước những cái sự đe dọa về Covid, tôi nghĩ rằng chúng ta cần người cứng rắn, người nói là làm và luôn luôn đặt quyền lợi của chúng ta. Chúng ta là ai? Chúng ta là những người Mỹ gốc Việt. Trên hết, chúng ta có mạnh thì thế giới mới nể. Thì ngày 3 tháng 11 tới tháng 11 này tới đây, quý vị nhớ đi bỏ phiếu nha. Và tôi mong rằng đám đông thầm lặng sẽ lên tiếng và chúng ta sẽ có một nước Mỹ hùng mạnh để đối phó với tất cả các cái sự của Trung Cộng bành trướng cũng như đem lại ổn định cho tình hình thế giới. Vâng, cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu. Kính thưa quý khán giả, chúng ta vừa mới nhìn thấy hình Tổng thống Trump ôm tượng Đức Chúa Giêsu. Thì Leo lấy giùm cho cái hình số 11 và sau đó lấy cái video số 7. Thưa bác sĩ Võ Đình Hữu cũng như quý khán giả, đề tài mà Black Lives Matter giật sụp tượng của những nhân vật lịch sử văn hóa của Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đã lên án rồi. Và họ đưa tới thêm một bước nữa là họ đòi dẹp luôn tượng Đức Chúa Giêsu. Họ muốn gì? Họ nói rõ ràng, họ là những người xã hội chủ nghĩa, họ theo huấn luyện người theo chủ trương của Marxist. Và cái người mà chiếm ở Seattle nghị viên đó, họ xưng họ là Trotsky, tức là đệ tứ quốc tế cộng sản. Chúng tôi đã đưa lên đài những dữ kiện có bằng chứng. Nó lộn xộn, nó kiện mình chết. Có bằng chứng, thưa quý vị. Tới giờ phút này, chúng ta nhìn thấy rõ ràng là chuyện mà giật sập tiệm. Quý vị đương nhìn thấy cái video mà chúng tôi đương chiếu là video của đài BBC London. Họ lý giải cái lý do tại sao người da đen bị lợi dụng bởi một đám phá phách ở Hoa Kỳ đứng ở đằng sau lưng để đánh Tổng thống Trump, người chống cộng sản và người chống lại tất cả những cái điều phi pháp, những điều làm lậu, làm trật, những cái điều mà muốn phá nát cái nền an ninh của Hoa Kỳ. Chúng tôi rất tiếc là tới đây đã hết giờ rồi. Cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu đã bỏ thời giờ đến với đài ngày hôm nay. Chúng tôi xin thân chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Và nhớ giữ gìn sức khỏe, giữ gìn hygiene để chúng ta có thể sống đời vui khỏe.